Thưa quý ông bà anh chị em, sau khi Abraham và Lot chia tay với nhau, Abraham và Lot là hai con người ở một giao lộ của thời gian. Một người là người thế hệ trước, một người là người thế hệ sau. Mà ở tại cái ngã ba đường ngày đó, hai người làm hai sự quyết định. Và trong bài giảng tuần trước, tôi đã nói với ông bạn chị em, Abraham chọn sự hiện diện của Chúa, mặc dầu sự hiện diện đó có phần giống như là thiệt thòi hơn so với người đời. Abraham đã dùng tất cả những nhân đức của mình để mà đối xử với người cháu của mình, và nói với cháu rằng cháu hãy chọn trước, và cái gì cháu chọn thì bác sẽ chọn, cái phần còn lại bác sẽ lấy. Thì người cháu là một người tượng trưng cho một loại người chỉ có thể suy nghĩ được mình, ích lợi của mình và những vui thú mà cuộc đời này có thể cho mình. Suy nghĩ theo khuynh hướng của xác thịt, lòng không hề thỏa mãn, chưa nghiệm được hai chữ thỏa lòng, không hề bình tĩnh ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đối với người này, muốn hạnh phúc là phải có vật chất, muốn hạnh phúc là phải ở gần xứ Ai Cập, muốn hạnh phúc là phải được đầy đủ những gì mà thế gian có. Còn đối với Abraham, muốn hạnh phúc là chỉ cần nơi nào lòng được yên ninh, bình tĩnh, nơi nào mà có Đức Chúa Trời của mình là nơi đó hạnh phúc. Cho nên không cần phải chọn, anh chọn cái gì anh chọn, nơi nào mà thật ra khi Abraham nói với Lot á, là tôi không chọn, là Abraham đã chọn rồi. Abraham đã chọn cái nơi nào cũng được, chỉ cần có Chúa mà thôi. Và quý vị sẽ thấy trong những đoạn Kinh Thánh sắp tới, bất cứ sự chọn lựa nào trong đời của con người, ít ngày thì chưa thấy nhiều hậu quả, nhưng mà lâu ngày dài tháng, cái mức độ, cái kết quả nó sẽ chồng chất lên, và đến một ngày đó nó sẽ đem từ cái kết quả dẫn đến cái hậu quả. Kết quả là sản phẩm của sự chọn lựa, nhưng mà hậu quả là sự tích tụ của nhiều cái kết quả đến mặt cuối đường. Và quý vị sẽ thấy ơn phước hay tai họa đều sẽ được hiện rõ ra một buổi chiều khi mặt trời lặn xuống, kết thúc một cảnh gia đình êm đẹp, hai người đã chọn hai hướng đi riêng. Không lâu sau, quý vị đến đoạn 14 của sách Sáng Thế Ký, ở bạn chị em sẽ thấy lúc bấy giờ đứa cháu không có tình gì lắm đối với bác của mình, nó chảy vào hoạn nạn. Cái xứ mà Lót tới là cái xứ Sodom, chưa vào trong Sodom. Cái bài học này rất là hay. Khi ông Lót ông nhìn cái xứ Sodom đó, là cái nơi mà Kinh Thánh viết lại là nơi tội lỗi rất nhiều, thì ông thấy cái xứ này vừa giống xứ Ai Cập, vừa giống với vườn của Đức Chúa Trời. Ông ngỡ rằng hai cái loại hạnh phúc này là giống nhau, nhưng mà thật sự nó rất khác nhau. Cái hạnh phúc ở xứ Ai Cập là cái nơi tội lỗi, nó nhìn nó rất là khoái cảm, nhưng mà nó là cái loại hạnh phúc khác. Còn ở trong cái vườn hạnh phúc của Đức Chúa Trời, vườn Eden, người ta cũng rất khoái cảm, rất là phấn khởi ở trong lòng của họ, nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc này là một loại hạnh phúc khác. Nhưng mà trong đầu của Lot á, là hai loại này giống nhau. Con cái của Chúa có phân biệt được chánh với tà hay không? Niềm vui nào là niềm vui còn lại? Niềm vui nào là niềm vui chóng tàn? Thưa quý ông bạn chị em. Và có một cái bài học hay nữa là khi ông Lot ông chọn cái xứ Sodom đó, ông không có đòi đi vào trong xứ Sodom, ông ở bên ngoài rìa. Ông không hề dấn thân vào trong xứ Sodom, xứ Sodom lấn ra bao trùm lấy ông. Không người nào phạm tội mà nói rằng tôi muốn phạm tội cả. Tất cả những người trong chúng ta đều chỉ là nạn nhân của nền văn hóa mà chúng ta chấp nhận mà thôi. Cho nên hãy cẩn thận, chúng ta gieo mình ở đâu, ngồi đâu. Cái sách Thi Thiên nói người nào muốn được phước, ông bà chị muốn được phước không? Phước cho người nào không theo mưu kế kẻ dữ, không ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng, không đứng chung đường với tội nhân. Ba cái hình ảnh quý vị thấy rõ ràng: đi chung, đứng chung, rồi ngồi chung. Không có cách nào mà không tiến tới hết đó. Thưa quý vị, hãy cẩn thận. Và cái kết quả cho thấy là ông Lot á, khi ông vào trong đó, cuối cùng chiến tranh xảy ra. Và khi chiến tranh xảy ra, Lot bị bắt, gia đình của Lot bị bắt.
Thì lúc bấy giờ chính Abraham đã lấy gia nhân của mình, lấy tất cả những cái resource, những cái tài nguyên của mình có, và đi giải cứu đứa cháu của mình về. Và cuối cùng ông đã giải cứu được gia đình của Lot. Và Kinh Thánh viết lại ở trong đoạn 15 câu chuyện tiếp tục như sau. Tôi xin đọc phần cuối của đoạn 14. Ông bạn chị em biết rằng khi vua Melchizedek xuất hiện, khi chúng ta qua sách Hebrew, chúng ta biết rằng vua Melchizedek này tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu. Tại sao? Ông Abraham là tượng trưng cho những người tin Chúa, phải không? Và ông Abraham bị đi vào hoàn cảnh mà bốn quốc gia tấn công, bốn cái bộ tộc lớn tấn công mình. Thì lúc bấy giờ vua Melchizedek xuất hiện và giúp cho Abraham. Thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu giống Melchizedek, giống chỗ nào? Vua Melchizedek này không biết từ đâu ra, không biết ngày sinh, cũng không biết ngày tử, xuất hiện vào trong cuộc chiến cứu người, sau đó mất tích. Giống với ai? Chúa nào? Đức Chúa Giê-xu. Không có ngày sinh, không có ngày tử, ở trong cuộc chiến của con người giữa tội ác, thiện và ác, xuất hiện chết thế cho con người, sau đó biến mất. Thì Kinh Thánh viết lại rằng Abraham lấy 1/10 những cái chiến lợi của mình dâng cho vua đó. Và rồi Abraham đi tiếp trên phần đời của mình, và Lot đi tiếp trên phần đời của Lot. Sau đó là đoạn 15, và đó là bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay, Sáng Thế Ký đoạn 15. Xin ông bạn chị em dò xem ở trong Kinh Thánh. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không có con. Kẻ nối nghiệp tôi là Eliezer, là người Đa-mách. Áp-ram lại nói rằng: Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra là kẻ kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Câu số 6: Áp-ram tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Kính thưa ông bạn chị em, câu số 1 viết rằng sau các việc đó. Các việc này là những việc gì? Những việc đó là những việc gì ông bạn chị em? Áp-ram cứu cháu của mình là ông Lot, chinh chiến với cả bốn quốc gia. Có thể người ta không biết, người ta cho rằng có thể trong cuộc chiến này Áp-ram đã bị đi tới cửa tử. Có một lần nào đó người ta đã dồn mình tới một cái mức độ gần như bị tấn công tiêu diệt. Có thể như vậy. Hay là bây giờ cái hoàn cảnh là những dân tộc khác á, thì càng ngày nó càng lớn mạnh, trong khi họ là những người không tin Đức Chúa Trời. Mình là một dân tộc của Đức Chúa Trời mà mình không có kẻ kế tự, không phát triển được. Còn những cái người không phải của Đức Chúa Trời này thì họ lớn và họ bao chung quanh mình. Quý vị thấy căng thẳng không? Căng thẳng lắm chứ. Rồi có thể nào về cảm xúc, về sức khỏe, ông bị kiệt sức sau khi ông đi cứu cháu của mình. Hay là cái nỗi sợ không có con cái, nó đã gặm nhấm tâm hồn của ông. Quý vị biết rằng nỗi ưu tư nào đó, nó cũng giống như là một tảng tuyết rơi từ trên đỉnh núi. Hồi đầu thì nó chỉ một chút thôi, nhưng mà theo thời gian là nó từ từ nó sẽ lớn lên. Tư tưởng nào cũng vậy. Hồi đầu chỉ cần một tư tưởng được gieo, và cho đủ thời gian, càng ngày tư tưởng nó càng lớn lên. Cho nên có thể vì những cái chuyện như vậy, giờ này Áp-ram ở trong một cái tâm trạng mà Kinh Thánh gọi là sợ hãi, hay là cái chữ đúng hơn phải dùng là disappointed, thất vọng, sợ hãi. Tại sao thất vọng, sợ hãi? Bởi vì đến giờ phút này Chúa đã 2 lần nói với ông là ông sẽ có con cháu, mà con cháu của ông nó nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Áp-ram nói: Chúa ơi, lời hứa của Chúa đối với con giống như là sấm sét âm 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 âm, mà sấm hoài mà không có mưa. Cứ hứa hoài mà con không thấy. Con kiệt sức chứ con chờ đợi,
Con thấy sấm sét, con thấy Chúa nói lần này lần khác, nhưng mà con chưa thấy cái điều con mong đợi. Cho nên ông cảm thấy rất là mất tinh thần. Ông bạn cho em thấy điều như thế này. Lot là cái người kế tự duy nhất. Quý vị nên nhớ nha, nếu mà ông Abraham không có con thì Lot là người kế tự. Thời đó cái chuyện kế tự là cái chuyện rất quan trọng. Nhất là khi Chúa nói rằng dân tộc trên thế gian sẽ vì ngươi mà được phước. Bây giờ con không có con cái thì dân tộc nào được phước từ con. Cho nên cái đứa cháu duy nhất là cái người mà lỡ mà con không có con đó, thì nó còn lấy cái truyền cái gì đó, cái gì dòng dõi để mà kế tự. Mà bây giờ nó cũng bỏ đạo luôn, nó cũng không còn trong đạo nữa, nó đi theo đường của thế gian luôn. Bây giờ làm sao? Cho nên ông rất là buồn, ông bạn chị em. Mà bên cạnh đó nhìn tuổi tác của mình và vợ mình thì càng ngày càng lớn hơn. Nói một cách khác, cái tỷ lệ mà Chúa có thể ban cái ơn phước đó càng ngày dường như còn không thể xảy ra nữa rồi. Hồi lúc mà người ta còn thời gian, người ta còn kiên nhẫn, người ta còn chờ đợi, người ta còn tin rằng trong đời của mình ít nhất sẽ có lần mà cái ơn phước đó thật sự tới. Nhưng mà thời gian càng ngày càng trôi qua, cái áp lực đó làm cho Abraham kiệt quệ ở trong tinh thần. Kính thưa ông bạn chị em, cộng thêm một cái điều nữa, chẳng những là thời gian càng ngày càng qua đi mà chưa thấy Chúa đáp lời. Ở bên cạnh đó, mình là một người giáo hữu duy nhất ở trong cái cộng đồng của mình. Những người sống chung quanh cuộc đời của Abraham toàn là người ngoại không à. Chỉ có Abraham và gia đình Abraham tin Chúa thôi. Sự cô đơn trong niềm tin, ông bạn chị em có bao giờ trải qua chưa? Tôi thường nói với nhiều người, hầu việc Chúa là một con đường đôi khi rất đơn độc. Có những lúc, có những chuyện quan trọng mình làm, nhưng mà cũng chẳng có ai hiểu cho mình. Có những lúc mình phải làm những sự quyết định mà nó nghịch với ý người. Có những lúc mình cũng chẳng thể chia sẻ với ai những câu chuyện. Cho nên quý vị thấy không? Một người tin Chúa cũng vậy. Khi không có những người đồng đức tin chung quanh, những gì mình làm lẽ ra là được khen, được tán tụng, dành thì giờ để giúp người sao? Lẽ ra phải được khen để tán tụng, trân trọng, thì chỉ nghe những lời đàm tiếu. Sao em dành nhiều thì giờ với nhà Chúa quá vậy? Sao anh như thế này? Sao anh như thế kia? Sao anh không quan tâm điều này? Sao anh không thấy điều nọ? Rất là đơn độc ở trong niềm tin. Rồi bạn chị em có thể nhìn thấy những lần ông hiểu lầm Chúa, những lần ông đối diện với những cái khó khăn thử thách. Trong cái đoạn 15 này, 3 lần ông nói với Chúa là: Chúa ơi, con không có con. 3 lần. Và cái nỗi sợ không có con đó càng ngày nó càng gặm nhấm Abraham, làm cho Abraham yếu đuối đức tin. Và tôi thường nói với quý ông bạn chị em, kẻ thù đáng sợ nhất của đức tin không phải là bất cứ một điều gì khác, kể cả sự bắt bớ. Bắt bớ chỉ làm đức tin thêm mạnh mà thôi. Kẻ thù đáng sợ nhất của đức tin là sợ hãi. Sợ. Thời gian càng ngày càng trôi qua, Chúa thì Chúa có hứa, nhưng mà tỷ lệ mà điều đó có thể xảy ra càng ngày càng thấp. Ngày hôm nay bạn chị em đang sợ điều gì? Tôi không biết bạn chị em đang sợ điều gì. Tôi không phải đang nói tới sợ gián, sợ chuột, cái đó ai cũng sợ. Và có một người, vài người không sợ, có vài người sợ. Nhưng mà tôi nói tới trong lòng của mỗi người đều có một cái nỗi sợ. Sợ gia đình của mình, một cái gia đình êm ấm, bé nhỏ, ngày nào từ từ từng lúc nó rã từng miếng ra. Sợ con cái của mình đi đường sai lầm, cầu khẩn với Chúa mà chưa nhìn thấy câu trả lời. Sợ công ăn việc làm một ngày nào đó không có thể đủ để mà chu cấp một đời sống tốt cho gia đình mình. Một cái hội thánh sợ không thể đứng vững được với thời gian, bởi vì tuổi tác của một số con cái Chúa thì càng ngày càng lớn, mà người trẻ thì chưa đổi lòng, chuyển hóa để có đức tin tốt. Sợ tương lai với những điều không chắc chắn. Điều gì là nỗi sợ? Sợ rằng mình không còn thể ở lại trong cái đời sống rất hạnh phúc mình đang có nữa, mà mình bị xé ra khỏi cái nơi đó. Ông bạn chị em và tôi ngày hôm nay có nỗi sợ gì?
Ở trong sách Ê-sai, Chúa phán với những người trong lòng có mang những ưu tư giống như chúng ta. Ê-sai đoạn 45. Ê-sai đoạn 40. Xin lỗi bạn cho em đoạn 44. Hỡi Gia-cốp, hỡi Israel, và ông bạn cho em biết rằng Gia-cốp và Israel là cách mà Chúa gọi những người đặt lòng tin nơi Chúa. Hãy nhớ những điều này, vì ngươi là ai? Ngươi là tôi tớ ta. Chính ta đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi. Có thể nói rằng cách duy nhất để một con người có niềm tin thoát được nỗi sợ là khi họ nhớ rằng Đức Chúa Trời không có quên họ. Đức Chúa Trời không có quên họ. Tôi xin đọc cho ông bạn chị em nghe một lá thư của một người chồng viết cho vợ của mình trước khi bệnh Alzheimer lấy đi ký ức của ông. Ông viết một lá thư cho người vợ của mình và ông nói như thế này. Tên của ông là Roger Zebe. Ông bị Alzheimer. Và quý vị biết những người bệnh Alzheimer đó, họ buồn lắm. Tại vì họ không đùng một cái là họ mất trí ký nhớ hết, mà họ từ từ. Thì trong những cái ngày mà trí nhớ nó chưa có mất hết, buổi sáng họ thức dậy, tự nhiên họ không nhớ được người này là ai. Mà con người của chúng ta sở dĩ có cuộc đời là do có ký ức. Mà khi nó tuột khỏi tầm tay là một cái điều gì đó rất đáng sợ. Thì ông viết cho vợ của ông một lá thư. Em yêu dấu, ngày hôm nay nỗi sợ đã chiếm hữu con người của anh. Cái ngày mà tất cả những ký ức tốt đẹp ở trong cuộc đời mà chúng ta đã chia sẻ với nhau sắp sửa tan biến. Em và những đứa con trai của mình sẽ không còn ở trong anh nữa. Anh sẽ mất em cũng như là con của mình, dầu rằng anh vẫn ở giữa vòng mẹ con của em. Anh không muốn lìa xa em. Anh muốn được già đi nhưng mà ở trong sự ấm áp của những ký ức. Hãy tha thứ cho anh vì anh đang rời bỏ em và các con một cách chậm chạp nhưng mà rất đau đớn. Người vợ đọc lá thư này tuôn tràn nước mắt. Nhưng mà với một cái đức hạnh tốt và một cái đức tin tốt, bà viết một lá thư ngược lại cho chồng của mình. Bà viết như thế này: Người chồng yêu quý của em, em sẽ tiếp tục yêu thương anh và chăm sóc cho anh. Không phải bởi vì anh nhận ra em hay là anh nhớ em ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà vì em luôn luôn nhớ anh. Em sẽ luôn luôn nhớ người đàn ông đã cầu hôn em, đã nói với em rằng người đó rất yêu thương em. Đã nhìn và em sẽ nhìn vào gương mặt của người đàn ông đó. Khi những đứa trẻ ra đời, em vẫn còn nhớ cái gương mặt của người cha đó. Em vẫn luôn nhớ cái cách mà người cha đó đối xử với mẹ và con của em. Em sẽ luôn nhắc nhớ cái tình yêu mỗi lần mà chúng ta đi hiking, chúng ta cùng đọc sách, chúng ta cùng xem phim. Cái cách mà người đó đã nắm tay của em. Em trân trọng từng cảm giác, từng phút giây, từng trách nhiệm, từng sự cam kết và từng cơ hội để có thể chăm sóc cho người đó. Vì rằng dầu người đó có thể quên em, nhưng em không bao giờ quên người đó. Tôi hy vọng rằng ông bạn chị em có thể nhìn thấy được ở trong hai lá thư này một cái ý nghĩa rất quan trọng. Người chồng có thể quên vợ của mình, và ông sợ. Bởi vì khi ông không còn nhớ vợ mình nữa thì ông sợ rằng vợ mình có còn thương mình hay không.
Người vợ trả lời cho người chồng biết rằng: anh có quên em không sao? Đó là bệnh mất trí nhớ của anh mà. Nhưng mà điều quan trọng là em không có quên anh là được rồi. Amen không bạn chị? Khi Chúa nói với chúng ta, hỡi Gia-cốp, quý biết cái chữ Gia-cốp, tại sao Kinh Thánh hay dùng Gia-cốp để nói về những người tin Chúa không? Gia-cốp là một người ngày xưa khôn ngoan theo ý riêng mình, rất là lanh lỏi, nhưng mà đã thay đổi để trở thành Israel. Là những người đã thật sự thay đổi, đã tin Chúa, thì Chúa nói với những người đó: ta không có quên ngươi, bởi vì chính ta tạo ngươi, chính ta kêu gọi ngươi, chính ta uốn nắn ngươi từng năm tháng, dầu ngươi có quên ta không sao, ta không có quên ngươi, cho nên đừng có sợ. Người chồng này khi nhận được lá thư của người vợ, quý vị nghĩ nỗi sợ sẽ nhẹ bớt đi không? Ít nhất ông yên tâm một điều, ông buồn thì vẫn buồn, nhưng mà ông có thể yên tâm một điều, ông không cần sợ là người ta sẽ quăng mình ra đường, bởi vì tình yêu của người vợ là một sự yên ủi cho số phận của người chồng. Tình yêu của Đức Chúa Trời là sự yên ủi cho những con người giống như ông bạn chị em và tôi, là những con người được thiết kế, được cấu tạo. Mà ông bạn chị em tin tôi, nếu mà lấy những hóa chất trong người của quý ông bạn chị em đem ra bán, tôi đã đọc một cái nghiên cứu rất cụ thể, tổng số tiền mà bán được cái hóa chất đó không có hơn $5. Mà một Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta được trải qua những tháng năm ở trên đất này, hãy tin tưởng Ngài. Khi Abraham sợ hãi, buồn phiền, thất vọng, Chúa nói với Abraham, chớ sợ chi, vì ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Thưa ông bạn chị em, thuẫn đỡ là như thế nào? Một người lính ra trận ngày xưa sẽ có hai loại khiên hay là thuẫn đỡ. Những người lính mà ở phía sau đó thì sẽ có một cái khiên nhỏ, vừa cái khuỷu tay như mà thôi, và một tay cầm kiếm. Nhưng mà những người lính đi ở tuyến đầu đó thì sẽ có, nó gọi là oblong shield, có nghĩa là một cái khiên mà nó đi từ đầu xuống dưới chân. Và khi những người lính này đi đầu đó, chỉ cần họ sẽ đi tới và họ ngồi xuống, thì cái khiên này sẽ đỡ hết tất cả những cái mũi tên, rồi những người đi sau mới có thể an toàn. Cái chữ mà Đức Chúa Trời dùng, ta là cái khiên cho ngươi, không phải là một cái khiên để trên tay, khi nào ngươi muốn xài thì xài, khi nào ngươi không xài thì ngươi cất. Ta là thuẫn đỡ cho ngươi, có nghĩa là ta đi trước ngươi, trọn đời ngươi từ trên xuống dưới, ta là sự che chở của ngươi. Ở trong Đức Thi Thiên đoạn 84 câu số 11, Đức Giê-hô-va là mặt trời và là thuẫn đỡ. Ngài ban sự bình an, ân điển và vinh hiển. Không có điều gì tốt lành mà Ngài không ban cho những người sống một cách ngay thẳng. Mỗi ngày ở trong đời sống của bạn Trem và tôi, ma quỷ luôn luôn dùng tất cả những gì có thể được để tổn hại đức tin và tâm hồn của ông bạn chị em và tôi. Chúng ta biết rằng hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào sự lành mạnh của tâm hồn chúng ta. Nhưng mà nơi đó chính là nơi mà ma quỷ bắn tên, ném bom, xả súng hạt nhân vào trong đó. Ghê không bạn chị em? Nó gieo bằng cách nào? Nó đưa những câu hỏi để quý vị phải chất vấn bản thân mình về sự cứu rỗi của mình, về ơn của Chúa dành cho mình. Nó làm cho quý vị tự hỏi rằng mình có xứng đáng với Chúa hay không. Nó làm cho mình cảm giác rằng sự hầu việc của mình không có tác dụng gì trong cái cuộc đời này. Những gì mình làm, nó làm cho mình cảm thấy giống như là muối bỏ biển. Nó minimize mình. Nó làm cho mình thấy rằng không ai quan trọng mình, không ai quan tâm mình. Nó làm cho desensitize mình, để những người thương mình, nó cũng khiến cho mình cảm giác như không có ai lưu tâm đến mình. Nó gieo những câu hỏi khiến sự nghi ngờ. Nó làm cho mình nản chí, làm cho mình trầm cảm, làm cho mình cảm giác thất bại, làm nguôi ngoai đi tấm lòng nóng cháy, nhiệt huyết yêu đời, yêu Chúa của mình. Người ta càng sống, càng lãnh nhiều đòn roi mà ma quỷ và thế gian gieo cho. Cho nên Chúa nói ta là cái khiên đỡ cho ngươi. Cái điều quan trọng là gì? Một người xài khiên không thể nào
mà để cái khiên sau lưng mình rồi đi ra cái mặt mình ra phía trước. Xài như vậy thì thật là vô ích thay. Một người tin Chúa mà lại không để Chúa làm cái khiên cho mình, mà cái gì cũng đưa mình ra trước cái khiên, thì cái khiên mà Chúa ban thật sự là vô ích đối với người đó. Mình đã nói rằng mình là người tin Chúa, nhưng mà trong mọi đường lối cuộc đời mình, tất cả mình chỉ nghĩ là mình đương đầu đối diện mà thôi, chứ không phải Chúa đương đầu đối diện giùm cho mình, che chở cho mình. Thì mình đang uổng phí một cái khiên mà Chúa nói rằng ta chính là cái khiên của ngươi. Chẳng những Chúa nói rằng ta là cái khiên của ngươi, Chúa còn nói rằng ta là phần thưởng của ngươi. Ở trong câu số 1 của đoạn 15, Chúa phán rằng: hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Phải, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Kính thưa bạn chị em, ở trong bản dịch tiếng Anh cũng như là bản dịch gốc á, không phải nói rằng phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn, mà nói rằng ta là cái khiên của ngươi, phải là phần thưởng rất lớn của ngươi. Hai cái này khác nhau. Có nghĩa là Chúa nói ta là cái khiên của đời ngươi, nhưng mà chính ta cũng là phần thưởng lớn cho đời của ngươi. Ở bạn cho em biết không, giờ phút này đó, Abraham sau khi chiến tranh ở trong đoạn 14, thì Abraham đã lấy tất cả những tài vật vàng bạc, tài sản thú vật của mình, và ông giúp cho những người mà ông cứu, trong đó có gia đình của Lot. Tại vì Lot bị mất hết, bây giờ ông cho, ông này ông tốt lắm bạn cho em, cho cháu của mình. Rồi sau đó ông đi, bây giờ ông chẳng còn gì lại, ông chỉ còn lại cái tài sản lúc đầu của mình mà thôi. Thì Chúa nói rằng không, ngươi không phải chỉ có nhiêu đó đâu, ta sẽ thưởng cho ngươi. Xin ông bạn cho em mở ra Thi Thiên đoạn 31. Thi Thiên đoạn 31 câu số 19. Sự nhân từ Chúa mà Chúa dành cho người kính sợ Chúa, và thi hành trước mặt con cái loài người cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay. I hope, tôi mong rằng ông bạn chị em còn đủ đức tin để tin câu nói này. Sự nhân từ mà Chúa dành cho người kính sợ Chúa, và thi hành trước mặt con cái loài người cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật là lớn lao thay. Có lẽ chỉ đến ngày cuối cùng ở trên cuộc đời này, chúng ta mới có thể nói một câu: quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót đã theo tôi. Tôi sẽ nghỉ yên trong vòng tay Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Kính thưa ông bạn chị em, Abraham không còn đủ sức trong giờ phút này để nhớ hai điều: rằng Chúa là cái khiên của ông, và Chúa là phần thưởng, Chúa sẽ ban thưởng cho ông. Ông bạn chị em có còn đủ sức để tin rằng những tháng ngày khó khăn, đau khổ của ông bạn chị em đang trải qua không có ở lại mãi mãi, mà chính Chúa sẽ ban thưởng cho mình, rồi một ngày nào đó mình sẽ ngợi khen danh Chúa, ông bạn chị em có tin như vậy không? Đức tin không phải dễ mà có. Nỗi sợ hãi không phải là chuyện huyễn, nó có thật trong lòng của mỗi người, và mỗi ngày nó gặm nhấm đức tin của người đó. Cho nên Chúa đã hai lần, Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta phải cầu nguyện cho đức tin của mình. Ở bạn chị em, điều thứ nhất ở trong sách Mác đoạn 9 câu 24, khi Chúa giúp đỡ cho một người cha có đứa con, thì người cha đó đã thốt lên một câu, và người đó nói rằng: Chúa hỏi ngươi có tin không? Thì người cha nói rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Quý vị, câu này hay lắm. Ông này ông nói rằng ông có tin hay không tin? Có tin, nhưng mà ông vẫn có sự không tin. Nhiều người nói rằng tôi là người tin Chúa, còn anh là người không tin Chúa. Dường như là tin Chúa với không tin Chúa là 100%. Không có người nào không tin Chúa 100%. Và cũng ít có ai tin Chúa 100% lắm. Cái điều mà chúng ta cần làm là: Chúa ơi, cái phần trăm mà con tin Chúa đó, con mong ước rằng càng sống
nó càng cao. Phải không thưa ông bạn chị em? Và trong Luca đoạn 17 câu số 5, Chúa phán: khi Chúa dạy cho các môn đồ đó, ta nói với các con, tôi nhớ tôi kể nôm na, bạn chị em nhớ, Chúa hỏi các môn đồ khi các con tha thứ cho người ta. Các môn đồ hỏi Chúa, tôi xin lỗi, các môn đồ hỏi Chúa, tôi phải tha thứ cho người ta bao nhiêu lần? Thì Chúa phán rằng, bao nhiêu lần bạn chị em? 70 lần 7. Thì lúc bấy giờ các môn đồ mới đáp lại với Chúa một câu, đó là: xin thêm đức tin cho chúng tôi. Điều này dạy cho ông bạn chị em và tôi biết một điều là đức tin mình có được quyền xin không? Được. Nếu mình thấy mình yếu đức tin thì mình xin Chúa cho mình thêm đức tin. Và cái bài học thứ hai mà câu Kinh Thánh này dạy chúng ta là đức tin là cái điều cần thiết để tha thứ. Tại vì Chúa dạy các môn đồ là tha thứ, thì các môn đồ lại xin Chúa đức tin. Thì cái điều này dạy cho mình biết một điều là mình phải thật sự tin Chúa thì mình mới có năng lực để tha thứ. Những lúc nào mà mình khó tha thứ thường thường là những lúc mình yếu đức tin. Nhiều người chỉ nghĩ là vấn đề của chuyện buồn vui với người này người kia nó là chuyện của con người, nhưng mà thật sự bạn chị em nhiều lúc để ý, những lúc mình yếu đức tin là những lúc mình quậu quọ câu có và kiếm chuyện với tất cả mọi người. Cho nên giải quyết vấn đề mà mâu thuẫn người này người kia giải quyết hoài, đôi khi cái vấn đề nó nằm ở chỗ là lượng đức tin của con cái Chúa cần phải được Chúa thêm cho. Bây giờ tôi muốn nói với bạn chị em cái điều thứ hai. Điều thứ nhất là sợ hãi ở trong lòng của Abraham. Và cái điều thứ hai tôi muốn nói với bạn chị em về ông Abraham này đó là cái tính thứ nhì mà trong đoạn 15 này cho chúng ta biết về ông đó. Khi Chúa nói với ông Abraham, quý vị để ý nha, Chúa nói với ông Abraham, theo dõi với tôi ở trong câu số 1 của đoạn 15. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham. Quý vị gạch dưới cái chữ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham. Kính thưa bạn, xem khi quý vị đọc trong Kinh Thánh đó, rất nhiều lần, rất nhiều chỗ có cái câu là lời Đức Giê-hô-va đến cùng Giê-rê-mi, lời Đức Giê-hô-va đến cùng Giô-na, lời Đức Giê-hô-va đến cùng Gia-cốp, đến cùng Giô-sép. Nhưng thưa ông bạn chị em, ở trong năm sách ngũ kinh, tức là Pentateuch, năm sách hay là Torah, những năm sách đầu tiên của Môi-se, đây là lần đầu tiên mà lời của Chúa đến với một con người mà theo cái câu này. Và cái câu này được dùng cho Abraham. Điều này dạy chúng ta biết một điều là lời của Chúa không phải chỉ đến với những người hầu việc Chúa. Lời khải thị của Chúa vẫn đến với những người tin Chúa. Mà ông bạn cho em biết cái vinh dự như vậy, mà sau khi Chúa nói với ông Abraham, Chúa trong lời hiện thấy, Chúa nói với Abraham, đừng sợ, ta là thuẫn đỡ và là ơn phước cho ngươi. Câu số 2, ông bạn cho em biết ông Abraham đáp với Chúa như thế nào không? Abraham thưa rằng, lạy Chúa, Chúa sẽ cho tôi chi? Wow! Chúa vừa mới hiện ra để nói với ông là ta nói với ngươi rằng ta là thuẫn đỡ cho ngươi, tức là ta che chở ngươi và ta sẽ ban phước cho ngươi, ta là phần thưởng của đời của ngươi. Mà ông dám quay lại, ông hỏi Chúa, lại Chúa, Chúa ban cái gì cho tôi? Cái này tính ra là hỗn thiệt mà, đúng không bạn chị em? Chúa mà, Chúa vừa mới nói như vậy, ông quay ra ông hỏi Chúa ban cái gì cho tôi? Rồi ông nói tiếp, tôi sẽ chết không có con, kẻ kế nối nghiệp tôi là Eliezer người Đa-mách. Chúa làm cho tôi, rồi ông đổ tội luôn, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Quý vị thấy trong lòng của Abraham có cái gì trong đó bạn chị em? Cái chữ gì quý vị nói giùm tôi coi, cái chữ gì mà cái cách biểu hiện này cho chúng ta biết là ông có cái đó? Lo lắng, hờn mát. Tôi thích cái chữ hờn mát, hờn riết mát. Rồi gì nữa không bạn chị em? Có thể có chút hờn giận Chúa, chắc có thể có. Nhưng mà cái chữ mà rõ ràng nhất tôi thấy đó là ông Abraham này, cái tính ổng nghi ngờ. Ông không tin. Ông bạn chị em có đồng ý vậy không? Chúa vừa nói là như vậy, nhưng mà ổng lại ngay lập tức ổng nhìn hoàn cảnh ra, ổng nói không thể nào, có phải cái tính này là tính giống như là skeptical
giống như là nghi ngờ không? Thưa quý vị, trước hết chúng ta phải biết về sự nghi ngờ như thế này nè ông bạn chị em. Nghi ngờ đó, nó khác với vô tín. Doubt is different than unbelief. Nghi ngờ nó khác ở chỗ đó. Tại sao? Bài học đầu tiên về sự nghi ngờ ông bạn chị em và tôi cần biết là thế này nè. Nghi ngờ không có chừa một ai. Quý vị đừng xem thường ông Abraham. Quý vị đừng nói sao cái tính ông hay nghi ngờ, không có chịu tin Chúa. Ông bạn chị em nên nhớ Abraham có tin Chúa không? Ông lìa bỏ quê hương xứ sở của mình, đi đến một cái xứ mà không biết mình đi đâu, mà quý vị nói ông có đức tin hả? Có. Rồi chẳng những vậy, ông trải qua kinh nghiệm tại xứ Ai Cập, ông bạn chị em còn nhớ không? Và ông phát hiện ra là ở trong Chúa mới tốt. Rồi khi mà đụng chuyện với đứa cháu của mình là Lot thì ông cư xử theo đức tin, phải không thưa ông bạn chị em? Cho nên không phải là Abraham không có đức tin, nhưng mà người có đức tin vẫn nghi ngờ, chứ không phải là người nghi ngờ cho nên không có đức tin. Đó, cái điều đầu tiên chúng ta thấy về nghi ngờ đó, cái bản chất của nó là nó không có chừa một ai. Tôi xin giải thích bạn chị em hiểu cái chữ nghi ngờ nó như thế này. Ở trong tiếng Latin đó, chữ nghi ngờ có nghĩa là dubiter, có nghĩa là gì? Nó ra từ một cái tiếng cổ có cái nghĩa là số 2. Chữ nghi ngờ trong tiếng Latin có nghĩa là số 2. Nào, khi mà trong tâm trí của mình mà ai nói với mình cái gì đó, ta nói 1 thì là mấy? Là 1. Cha mẹ nói với con, ba nói 1 là 1. 1 là 2, chết tôi rồi. 1 thì là 1. Cảm ơn cô Phương. Nhưng mà cái người mà nghi ngờ á, là khi người ta nói với mình 1, trong đầu mình nghĩ 2, chết chưa? Chưa đâu. Một số người mà nghi ngờ hơn nữa đó, tôi nói có 1 thôi, nghĩ 3. Quý vị đem Tào Tháo ra, quý vị nói có một câu, ông về ông nghĩ nguyên một đêm, ông nghĩ cái gì đó, không biết ông nghĩ cái gì. Mấy người mà nghi ngờ đó, ba thương con lắm nha con. Sao tự nhiên bữa nay ba nói vậy vậy ba? Phải không? Mấy người mà nghi ngờ nó không chấp nhận 1 là 1 mà 1 là 2. Cho nên ông Abraham đó, Chúa đã nói và ông đã trải qua bao nhiêu chuyện trong đời ông với Chúa, vậy mà khi mà ông Chúa nói một lời thì ông lại nghĩ 2. Nhưng mà cái sự nghi ngờ của ông Abraham tại sao không phải là cái loại nghi ngờ của một thế giới tội lỗi, khác nhau chỗ nào? Ở trong một thế giới tội lỗi đó, người ta dùng chữ nghi ngờ để thật ra là người ta đang nói về sự vô tín. Họ nói rằng tôi nghi ngờ lắm, tôi không tin Thượng Đế đâu. Thật ra họ đang muốn ủng hộ cho cái lý thuyết vô thần của họ. Họ không chịu tin chứ không phải là họ nghi. Có bao giờ họ nghi ngờ chính cái sự vô tín của mình chưa? Cho nên thưa quý vị nhớ cái bản chất của sự nghi ngờ đó, là đôi lúc mình nghi ngờ lẽ thật mà mình không nghi ngờ chính cái sự nghi ngờ của mình. Tại sao mình lại nghi ngờ như vậy? Đúng chưa? Có cái gì ở đằng sau? Và theo như câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết, đằng sau những sự nghi ngờ là sự sợ hãi. Thật sự là như vậy. Nếu tôi và ông bạn chị em là những người thương yêu nhau nhiều lắm, amen, thì khi tôi gặp ông bạn chị em và tôi nói cho mượn 5.000 nha, ông bạn chị em sẽ nói thôi lấy 10.000 đi mục sư, 5.000 đâu đủ xài, đúng không? Amen. Chị Thùy chiều ghé nhà nha, chị Thùy nha, bây giờ chuyển khoản cũng được. Quý vị thấy khi không có sự sợ hãi thì không có sự nghi ngờ. Nhưng mà nếu bạn chị em biết tôi lần trước đưa mượn 20 trả tiền burger không muốn trả, đi ăn nói mượn 20 cái không bao giờ trả, cái tính đi ăn chung cái cho mượn đi rồi cứ quên luôn. Tôi ghé nhà nó cho mượn 5.000 đi, bà vợ đánh điện cho chồng liền, anh ơi anh má có không khỏe hay đem qua thăm má liền, cái bay mất tiêu, bye bye mục sư liền. Quý vị thấy không? Cốt rễ của cái sự nghi ngờ là sợ hãi. Cho nên nghi ngờ là đứa con ruột của sự sợ hãi ở trong lòng. Quý vị tin tôi đi, những người mà họ yếu thế đó,
họ luôn luôn nghi ngờ những gì, kể cả những điều tốt người ta làm cho mình. Có cái ý gì đây? Nhưng mà cái sự nghi ngờ của Abraham đó là một sự nghi ngờ khác, thưa quý vị. Sự nghi ngờ mà sự nghi ngờ là không đủ khả năng để tin, trong khi sự vô tín là không chịu tin. Did you catch that? Sự nghi ngờ là còn không đủ khả năng để tin, chưa đủ khả năng để tin. Còn sự vô tín là không chịu tin, dầu có bằng chứng gì chăng nữa. Sự nghi ngờ thì nó thành thật, có sao hỏi vậy. Nhưng mà sự vô tín thì khéo léo uyển chuyển. Sự nghi ngờ tìm kiếm chân lý, còn sự vô tín thích thỏa mãn với bóng tối không cần tìm hiểu. Yêu bóng tối hơn là ánh sáng. Cho nên ông bạn cho em thấy Chúa, Đức Chúa Giê-xu đó, Ngài luôn có thể nhận ra được người nào thật sự là yếu đức tin mà nghi ngờ, còn người nào là vô tín. Khi dân Israel đòi Chúa phép lạ, Chúa nói rằng không có phép lạ nào được ban cho cái dòng dõi vô tín này. Nhưng mà khi Chúa hiện ra sau khi Chúa bị đóng đinh, thì Thô-ma nói sao? Trừ phi tôi thấy bằng tay mang dấu đinh và hông của Chúa thì tôi không tin. Thì Chúa có cho Thô-ma thấy không? Chúa cho Thô-ma thấy, nhưng mà sau đó Chúa nói một câu: ngươi thấy cho nên ngươi tin, nhưng mà thật ra có phước hơn là khi không thấy mà vẫn tin. Tại sao? Tại vì ngày hôm nay chúng ta không thấy Chúa mà chúng ta vẫn tin, chúng ta có phước hơn Thô-ma, đúng không bạn chị em? Cho nên thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh có hai cái lý do mà chúng ta thấy tại sao mà Abraham nghi ngờ Chúa. Lý do thứ nhất á, là Abraham không rõ cái phần của Chúa, Chúa có giữ lời hứa hay không đây. Nhưng mà cái lý do thứ hai đó là Abraham nhìn bản thân mình thì Abraham sẽ nghi ngờ. Khi ông bạn chị em và tôi đi theo Chúa, ông bạn chị em và tôi nhìn bản thân mình quá nhiều thì mình chỉ thấy những gì nó tội lỗi, thì mình không có đủ lòng tin nơi Chúa. Một điều mình cần phải làm khi mình đi theo Chúa là mình phải nhìn Chúa. Đừng nhìn bản thân mình, cũng đừng có nhìn những người chung quanh mình. Mỗi người có phước, có phần khác nhau. Quý vị có bao giờ nghe nói second hand smoker chưa? Người ta cho biết rằng cái người hút thuốc á, bản thân họ bị bệnh là đã đành, nhưng mà thật sự cái người mà hít cái thuốc mà họ hút á, người đó bị bệnh nhiều hơn họ, dễ bị bệnh hơn. Quý vị có bao giờ tin, có bao giờ nghe nói là second hand believer chưa? Second hand believer không phải là hàng xách tay bên Mỹ đem về gọi là second hand. Second hand believer là như vậy nè. Trong nhà tôi có một người tin Chúa, mà cái người đó tin Chúa, và tôi quan sát người đó, tôi thấy nó quá lạ lùng. Những cái ơn phước trong đời người đó nhận được, tôi thật sự tôi không thể hiểu tại sao mà được nữa. Và có những lần tai họa ập tới mà tôi không biết, một cách diệu kỳ Chúa đem họ đi chỗ khác, họ đi ở đó đã, họ về mới thấy nguyên cái nhà bị cái này cái kia. Nó lạ thường lắm. Và tôi nhìn họ, cái tôi tin. Cái đó là second hand believer. Quý vị đồng ý không? Tức là tôi, rồi tôi vào trong hội thánh, tôi thấy ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, cô Nguyễn Văn V, cô Nguyễn Văn D gì đó, cô Nguyễn Thị. Thì tôi nhìn họ, tôi thấy quá là ơn phước. Cái tự nhiên tôi cũng nói, ráng nha, ráng giữ nghề Sa-bát Chúa, giống như ông trưởng lão đó, ráng này kia để được giống như người ta. Cái đó là second hand believer, tốt hay xấu? Amen, tốt chứ. Như vậy thì có second hand doubter, có nghĩa là nghi ngờ gián tiếp, nghi ngờ ké, nghi ngờ theo. Có không bạn chị em? Có chỗ nào? Tôi nói ví dụ, tôi nhìn cuộc đời của một người đó cũng tin Chúa, mà rồi tôi nhìn cuộc đời đó hoạn nạn, trung tín cả đời, cuối cùng mất vì ung thư. Có phải ngay lập tức trong lòng tôi sẽ nghĩ thôi thì thôi, thà tôi ăn uống cho nó sướng rồi. Chứ thấy ghê quá. Quý vị có phải đồng ý là sẽ có lập tức, sẽ có tư tưởng đó trong lòng không? Nó giống như là cái người second hand believer, người mà tin theo, thì cái người nghi ngờ theo cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tôi thưa cùng bạn chị em, ở trong Kinh Thánh á, nếu chúng ta mà nhìn cái kiểu mà đời này đó, thì ông bạn chị em sẽ thấy Jeremy khổ từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Ông bạn chị em thấy Chúa Giê-xu không nhà không cửa, lang thang trên đất hầu việc Đức Chúa Trời, sau đó chết trên thập tự giá. Nhưng mà ông bạn chị em phải hiểu rằng đời tạm này đừng bao giờ quên là nó đã thuộc về thế giới tội lỗi. Nó không phải là thế giới mà Đức Chúa Trời muốn nó
nó như vậy. Và nó cũng không phải là thế giới cuối cùng chúng ta sống. Người tin Chúa phải tin rằng Chúa có cách riêng của Chúa. Để dầu, tôi hỏi bạn xem câu này trả lời thật với tôi, giả sử cái người đó sanh ra đời là đã có gen ung thư trong người, đúng chưa? Thì có nghĩa là chắc chắn người đó phải mất vì ung thư, đúng không? Nhưng mà người đó mất có đức tin và mất không có đức tin có khác nhau không? Cho nên đừng nhìn hiện hữu đời tạm mà quyết định đức tin của người ta hay là ơn phước của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Dẫu người đó không tin Chúa, người đó cũng phải chịu cái số phận như vậy. Nhưng chính Chúa đã ban phước trong suốt những ngày người đó còn sống. Và khi Chúa trở lại, người sẽ được cứu. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Đừng có nhìn người xong mà quyết định đức tin của mình, nản lắm. Cũng đừng có nhìn mình để quyết định đức tin của mình. Nhìn Chúa mà quyết định đức tin của mình. Đọc Kinh Thánh cho kỹ để xem tình thương xót của Chúa, để xem sự bao dung của Chúa, để xem cách Chúa phù hộ và ban phước cho cả nhân loại này như thế nào. Đức tin của mình sẽ tăng trưởng. Mình sẽ tin được Đức Chúa Trời của mình. Và tôi sẽ đi đến phần kết thúc với cái cách mà Đức Chúa Trời đã xử lý, không phải là xử lý Abraham, mà xử lý sự nghi ngờ của Abraham. Chúa không có bực tức, Chúa không có giận Abraham khi Abraham nói chuyện với Chúa như vậy. Chúa không có buồn. Ngược lại, Chúa còn dùng một cái cách rất là diệu kỳ để Chúa giải tỏa cái sự nghi ngờ bối rối của Abraham. Xin chúng ta mở ra Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham. Quý vị thấy không? Lần đầu Chúa nói nghi ngờ ngờ, nói lại với Chúa mang cái tính chất thiếu tôn kính. Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn và Chúa nói với Abraham một lần nữa: "Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi khỏi xứ U-rơ." Và lần này đó, Chúa kể cho nghe luôn những gì Chúa đã làm, thuộc về xứ Canđê, và để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abraham thưa rằng: "Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp?" Đức Giê-hô-va đáp rằng: "Ngươi hãy bắt cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bồ câu non." Abraham bắt đủ các loài vật đó mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những con chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú đó, xong Abraham đuổi nó đi. Vả khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: "Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ chuột ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được rất nhiều của cải. Còn ngươi sẽ bình yên về với tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorít chưa được đầy dẫy." Khi mặt trời lặn, thình lình có sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ra qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà rằng: "Ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức là sông Ê-phơ-rát, là xứ của các dân vân vân và vân vân." Thưa bạn chị em, quý vị thấy ở đây Chúa đã giải quyết sự nghi ngờ của Abraham bằng những cách như sau. Cách thứ nhất, đó là Chúa, xin lỗi, chỉ có một cách thôi, đó là Chúa đã ban cho Abraham một cái giao ước không công bằng. Một cái giao ước không công bằng. Thường thường người ta ký giao ước là người ta phải ký công bằng, không công bằng không ai ký. Nhưng mà Chúa đã làm một cái giao ước với Abraham một cách không công bằng. Bạn chị em thấy như thế này nè. Khi Chúa nói với ông Abraham đó là: "Ngươi đi lấy con dê đực 3 tuổi, dê cái 3 tuổi, rồi con chim vân vân." Chúa đâu có nói là làm cái gì đâu, tự động Abraham đem mấy con đó ra chẻ làm đôi, ngoài trừ mấy con chim thì chẻ ra nó nhỏ quá không trong chẻ. Cho nên ông chỉ chẻ làm đôi và ông để một nửa một bên, nửa một bên. Ông bạn xem thấy rõ là Abraham biết là Chúa muốn làm cái gì. Là tại vì sao? Tại vì thời đó đó, người ta khi người ta kết ước với nhau đó, người ta không có giấy. Ông bạn chị em nên nhớ, giấy không có ra đời lúc này. Được chưa ông bạn chị em?
Thì khi mà người ta ký giao ước, thí dụ ngày hôm nay chúng ta ký cái giao ước là chúng ta nói rằng ông Nguyễn Văn A mượn của ông Nguyễn Văn B bao nhiêu tiền, trong bao lâu phải trả, không trả thì sẽ bị A, B, C, D. Rồi chúng ta mới ký A một bên, B một bên, và C là cơ quan giám định ở giữa, đúng không ạ? Đa số quý vị ký mà đâu có nhìn đâu, phải không? Bây giờ bên Mỹ này cái tờ nào nó cũng dài thòn như thế này, ký cho xong. Thậm chí ngày hôm nay mấy cái contract đó, nó có cái phần mềm DocuSign đó, nó chỉ đi từ cái chỗ nào có chữ nó bay tới cái chữ, không còn đọc luôn. Nhưng mà thời đó không phải dùng giấy. Thì khi người ta muốn kết ước với nhau, người ta làm gì? Người ta sẽ lấy những con vật xẻ ra làm hai, để một nửa mỗi bên. Hai người sẽ cùng đi ở giữa. Tức là nửa bên đây, hai người sẽ cùng đi ở giữa. Và khi đi trên con đường ở giữa đó, họ sẽ hứa với nhau điều gì? Và khi họ hứa cái điều đó xong, họ sẽ nói: nếu tôi không giữ lời thề, lời giao ước này, tôi sẽ giống như con bò hay con hươu này bị chặt ra làm đôi, tan nát giống như thế này. Quý vị thấy cái ghê không? Giao ước ghê không? Còn bên Trung Quốc thì làm sao để giao ước, cô Phương? Ông bạn cho biết làm sao bên Trung Quốc không? Lấy cái tô, cắn, nhiễu vô, cắt máu ăn, ăn thề. Well, thì cái thời xưa họ làm gì đó, chuyện của họ. Nhưng mà khi Abraham được Chúa nói như vậy, thì Abraham đem xẻ ra làm hai. Và ông bạn cho em để ý, ở trong cái giao ước này đó, đọc kỹ cái đoạn 15 này, ông Abraham cũng không làm gì đó, ông cũng không có đi qua mấy con thú đó, ông cũng không có hứa một cái gì với Chúa đó. Từ đầu đến cuối là Chúa hứa. Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm cái dòng dõi của ông Abraham được tốt. Và cho dù, và nếu Chúa không giữ lời hứa, thì giống như cái biểu tượng thời đó là Chúa thấy rằng, Chúa hứa rằng ta cũng giống như những con vật này, không được nguyên vẹn như vậy. Chúa dám nói một cái giao ước với Abraham như vậy. Mà Abraham đâu có hứa với Chúa, Chúa hứa với Abraham thôi, chứ Abraham không hứa với Chúa. Quý vị hiểu cái này là gì không? Cái này gọi là double covenant. Có nghĩa là sao? Khi mình thương một người quá, mình muốn người đó yên tâm, thì mình làm một cái giao ước, mình nói rằng cái giao ước này cả hai chúng ta sẽ ráng giữ. Tôi mà không giữ được, tôi sẽ đền cho anh. Mà kể cả khi anh không giữ được, tôi cũng sẽ đền cho anh luôn. Thì khi mà mình hứa như vậy đó, thì mình sẽ làm mọi cách để mình giúp cho người đó giữ được cái lời hứa của người đó. Quý vị thấy cái giao ước này có công bằng không? Không hề công bằng. Nhưng mà là không công bằng với ai? Với Chúa, chứ không phải là không công bằng với Abraham. Nói một cách khác, Chúa sẵn sàng nhún nhường, Chúa sẵn sàng hạ mình để thương yêu, để đảm bảo rằng Abraham có đức tin. Mà Abraham là ai? Abraham là đại diện cho con người tin Chúa. Chúa muốn nói một điều: sự cứu rỗi của các ngươi không phải là do ta làm phần của ta, rồi các ngươi làm trọn được phần của các ngươi thì các ngươi được cứu. Mà sự cứu rỗi của các ngươi là ta làm vì các ngươi mà đổ ra, như một con vật bị xẻ làm hai, đúng chưa? Mà khi các ngươi yếu đuối không giữ được lòng tin, chính ta sẽ giúp cho các ngươi giữ được, để ta cứu các ngươi. Đây là một giao ước không công bằng, nhưng bày tỏ tình yêu vô đối của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta theo Chúa đó, không phải là do chúng ta giỏi, mà chúng ta giống như chúng ta theo những tôn giáo khác: tôi rất là đạo đức, tôi rất là tốt thì tôi được phước nhiều của Chúa. Anh chị em ông bà không được như vậy. Cái không phải như vậy. Khi chúng ta theo Chúa đều là ai? Đều là một đoàn người có tội. Nhờ tình thương xót và sự chết thay của Thượng Đế để ban ơn cứu rỗi cho mình, mình sẽ cố gắng bước đi trên con đường đó bằng tấm lòng yêu kính Chúa. Nhưng mà những sự thiếu sót và yếu đuối của mình, Đức Thánh Linh sẽ bổ trợ kéo mình trở lại trong con đường của Chúa. Cách duy nhất để mình có thể không được cứu là mình phải chống đối Đức Thánh Linh. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu đến, Đức Chúa Giêsu mới nói: tội nào của con người cũng có thể được tha, ngoại trừ tội phạm thượng cùng Đức Thánh Linh. Giả sử như trong cái giao ước này, Abraham ngày nào đó đi lệch, thì Đức Thánh Linh sẽ kéo về. Nhưng mà Abraham sẽ ra khỏi luôn, bỏ giao ước luôn, nếu Abraham chống Đức Thánh Linh.
Và Chúa đã nói một lời tiên tri vào cái thời điểm này, còn rất lâu mới đến cái giai đoạn mà đi vào xứ Ai Cập. Nhưng mà Chúa sẽ nói trước là con cái ngươi, dòng dõi ngươi ta hứa là ta sẽ làm, nhưng mà chúng sẽ phải vào trong một cái xứ đó làm nô lệ 400 năm. Và rồi sau 400 năm chúng sẽ được trở về xứ và có rất nhiều của cải. Quý vị có biết rằng khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, họ đem theo rất nhiều vàng bạc của Ai Cập không? Và họ sẽ được đi vào trong đất hứa. Còn phần ngươi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ được an hưởng tuổi già, hưởng lộc già. Wow, sướng à. Hưởng lộc già, sung sướng, rồi qua đời. Tôi thiết nghĩ rằng ông Abraham sau khi mà được nghe Chúa nói những lời này thì đức tin của ông chắc chắn được phục hồi. Quý vị có tin như vậy không? Câu chuyện sẽ còn nhiều uẩn khúc, nhưng mà chúng ta sẽ nghe tuần sau. Giờ phút này tôi sẽ kết thúc với một cái tư tưởng này để ông bạn cho em suy nghĩ. Cái chữ mà ở trong đoạn 15 câu số 6, Abraham tin Đức Chúa Trời nên Ngài kể ông là công bình. Cái chữ tin này ở trong tiếng Hebrew, thưa quý ông bạn chị em, có nghĩa là Amen, it will be so, it is so. Quý vị dịch cái này như thế nào? Khi mà ai đó đã làm cái gì cho mình, ai đó nói cái gì, hồi đầu đó Chúa nói một, nhưng mà Abraham nghi ngờ cho nên một thành hai. Nhưng mà sau khi trải qua cái kinh nghiệm này với Chúa đó, thì bây giờ Chúa nói, thì Abraham mới nói rằng Amen. Chúa nói vậy, chắc chắn nó sẽ là như vậy. Nó đã là như vậy. Đức tin là ở chỗ đó. Trọn đời của một người tin Chúa đó, bạn chị em, chỉ xoay quanh một cái chữ quan trọng nhất là đức tin. Nhờ đức tin nơi Đức Chúa Trời, người đó đầu phục Đức Chúa Trời, thì người đó mới có niềm tin, mới có thể có sức năng lực để tha thứ, để yêu thương. Chọn cái kinh nghiệm đi theo Chúa của tôi đó, tôi đã rút ra những bài học rất là sâu sắc và đi ra từ đau buồn cũng như nước mắt. Rằng trước khi mà Chúa ban câu trả lời, trước khi chúng ta nhận được lời hứa của Chúa đó, lúc nào cũng sẽ có một lúc mà tất cả những cảm xúc của chúng ta sẽ fall apart, có nghĩa là chúng ta sẽ bị tan vỡ. Chúng ta sẽ bị dồn tới một cái đêm đen tối tăm mịt mờ mà chúng ta chịu không nổi nữa. Chúng ta sẽ nói với Chúa rằng tôi đã đến đỉnh điểm. Và khi chúng ta gần tới đỉnh điểm, giống như khắc của đêm mà tối nhất là trước khi trời sáng. Kinh Thánh viết lại là trước khi Chúa ban lửa từ trên trời xuống để đốt của lễ thiêu, của lễ giao ước, thì có một bóng tối đè ở trên Abraham. Khủng khiếp, quý vị có để ý vậy không? Có một cái sự đen tối ập xuống ở trên Abraham, sau đó mới có lửa của Chúa giáng xuống. Có lẽ ngày đó Abraham không hiểu. Abraham tượng trưng cho những người tin Chúa. Đức Chúa Trời là Thượng Đế, Đức Chúa Trời toàn năng. Nhưng mà chính những con vật chết ngày hôm đó, quý vị còn nhớ có một ngày đó, vào ngày thứ sáu, một sự tối tăm đã kéo sầm ở trên trái đất này. Và rồi có một đấng sinh tế đã thốt lên một lời: Ali, Ali, Rama Sabathani. Và rồi chút hơi thở cuối cùng. Và sau khi đấng đó chút hơi thở cuối cùng, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai. Quý vị còn nhớ không? Và rồi ba ngày sau, ánh sáng chiếu ra vì đấng đó đã sống lại. Trước khi Chúa nhậm của lễ giao ước của Abraham, Abraham trải qua một bóng tối kinh khủng. Nhưng mà sau cái bóng tối đó là một cái chương rất tốt đẹp của lời hứa Đức Chúa Trời. Vậy thì hôm nay ông bạn chị em, người nào đang ở trong sợ hãi, đang ở trong sự nghi ngờ, hãy cầu nguyện giống như lời Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta, các môn đồ dạy chúng ta: lạy Chúa, xin thêm cho con đức tin. Amen.